Áp lực học tập kinh khủng của học sinh Trung Quốc, học trong bệnh viện hay vừa học vừa khóc là chuyện quá đỗi bình thường. Ai cũng biết, tại Trung Quốc, áp lực học tập thi cử vô cùng lớn. Tuy nhiên, nếu như không thật sự chứng kiến, thì có lẽ bạn sẽ không tin vào mắt mình. Đây là hình ảnh được ghi lại tại một bệnh viện khi các em học sinh phải truyền dịch nhưng vẫn chăm chỉ từng giây, từng phút để học bài. Mà đâu chỉ một bạn, hầu như khắp các nơi trong bệnh viện đều là cảnh tượng này, như một chuyện quá đỗi bình thường ở Trung Quốc. Đối với học sinh Trung Quốc, ốm đau không hề là lý do để bạn thoái thác việc học. Ốm thì uống thuốc rồi học tiếp, đó là chuyện đương nhiên. Thậm chí, có một cậu bé mới cấp 1 nhưng đã cảm nhận rõ rệt áp lực học tập. Dù nước mắt lưng tròng nhưng cậu vẫn cố gắng lau nước mắt để học tiếp vì không thể thua kém bạn bè. Đêm đêm, trong ký túc xá, chuyện cả phòng trong đèn cùng nhau học bài cũng là chuyện đương nhiên. Chẳng ai nghịch ngợm hay dùng điện thoại hoặc làm việc riêng cả. Hay tâm lý như lãnh đạo trường nọ, in đầy công thức toán lý hóa lên bàn ăn hay các vách ngăn trang trí ở căng tin, giúp các em học sinh vừa được ăn cơm, vừa được ôn bài. Có bạn chia sẻ, vừa thi xong, đi ra ăn cơm phát hiện mình áp dụng sai công thức. Vậy mới thấy áp lực học tập kinh khủng của học sinh nước bạn. Các bạn nghĩ sao? Chia sẻ quan điểm cùng 8TV, cũng như tiếp tục đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức thú vị.